lòng bao khách phương xa. Cành sai trái hương đất nồng sai để anh nghe ngây ngất trong lòng. Men theo mấy nhánh sông chiếc xuồng nhỏ bên bông, ánh nắng hồng soi vườn trái cây chín mộng, để anh nghe lòng sao đồng vấn vương. Lần đầu về thăm quê ngoài yêu thương, phương đất phương đời ngời lên trong ánh mắt. Khi nghe tiếng hát câu hò dịu dặt xa xa, khi nhìn nào bà ba quyện bài trong gió sớm, anh yêu vườn ruộng quê hương hay là yêu những cô gái đang mặc áo bà ba? Anh yêu cả hai, và anh đang thắc mắc không hiểu tại sao các cô gái ở đây cũng như em đều thích mặc áo bà ba. Lý do là tại vì chiếc áo này dẫu dạng dài phong sương, nhưng điểm tô dáng quê hương rạng ngời lòng sắc son non nước còn lưu danh. Chiếc áo bà ba bao năm tháng đi qua dần dạng nguyên nét mặn mà duyên dáng. Mình vì đơn sơ mà lung linh ngời sáng mang hình dáng quê hương. Làm nên chiến tích dạ nhang, lịch sử sang trang dần lưu danh ngời sang. Dù nắng dội mưa giăng, dù đạn bom dày vàng, màu áo quê hương vẫn trói rạng nét kiêu hùng. Sao em nhìn anh dữ vậy? Em rất là ngạc nhiên, không ngờ anh lại hiểu biết về áo bà ba nhiều đến như vậy.
Dù được sinh ra và lớn lên ở một đất nước xa lạ, nhưng anh rất yêu quý chiếc áo bà ba qua những điều ngoại kể. Và khi về nơi đây thấy quê nhà nương rẫy xanh màu, hương đời lao sao bao du khách nghe lòng nao nao. Dẫm đường xa đưa bộ đội qua sông đi đâu tranh giữa nước, chúng em hôm nay tiếp bước người đi trước, áo bà ba góp công xây dựng nước non nhà. Cô hướng dẫn viên đón khắp phương xa, mặc áo bà ba mặn mà duyên con gái. Du lịch sinh thái quê em thơm lừng hương cây trái, anh sẽ nhớ thương hoài cùng chiếc áo bà ba. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, dưới mưa bom bão đạn vẫn có rất nhiều